thưa chư vị ở bên Ấn Độ từ xưa tới nay vẫn còn trước thời Đức Phật và cho tới ngày nay vẫn còn hai cái tôn giáo một cái là thờ bò một cái là thờ chó mà nếu người ta thờ bò thì người ta bắt trước như con bò tức là đi bằng bốn chân rồi ăn cỏ mà nếu người ta thờ chó thì người ta cũng giống y như vậy ở chuồng bò bò bốn chân mà nếu đưa đồ ăn á là người ta không có ăn người ta không cầm ta ăn đâu phải vất dưới đất đó, rồi mới le lưỡi liếm ăn tức là sống như chó hành xử như chó sống như bò hành xử như bò Và cho tới ngày nay vẫn còn hồi thời đức phật cũng còn hai vị hiền sĩ tu tập trong cái pháp môn đó cũng lâu năm nghe nói nghe người ta đồn nói ngài cù đàm chứng đắc là phật sống cho nên hai vị đó đi tìm ngài để hỏi nó bạch ngài cụ đàm, chúng con một người tu theo đạo chó, một người tu theo đạo bò, mục đích của sự tu ấy là để chế ngự cảm xúc, xóa bỏ những tham muốn nhục dục, không còn thích cái gì hết ạ, và bằng cái phương tiện đó để xóa bỏ những cảm xúc dục lạc, những tham muốn. Vậy thì ngài Cù đàm nói cho con biết nếu con chứng thì sao mà nếu không chứng thì sao đức phật từ chối hai lần thôi tao không nói đâu mấy ông kiếm người khác hỏi đi nhưng mà năn nỉ tới lần thứ ba thì chư phật mười phương ba đời đều vì lòng từ khi người ta đã thỉnh tới lần thứ ba thì không có từ chối cho nên đức phật mới nói các chư hiền giả muốn nghe thì bất đắc dĩ lắm Ta nói cho nghe Nếu mà tu theo đạo chó hay đạo bò Hành xử như chó như bò để loại trừ cảm xúc Tiêu diệt cảm xúc Không còn ham muốn gì nữa Thì nếu mà có chứng Thì thành chó thành bò mà nếu không chứng thì rớt xuống địa ngục vì tà kiến. chư tăng á sau đó mới hỏi đức phật tu cái pháp môn đó nó loại trừ cảm xúc không còn tham muốn không còn ưa thích cái gì hết thế thì hà cớ gì mà khi chết lại nếu có chứng thì thành chó thành bò mà nếu không chứng thì rớt xuống địa ngục Pháp tu của Ngài Cụ Đàm cũng vậy Của Đức Phật cũng vậy loại trừ cảm xúc dục lạc, thiểu dục tri túc, không muốn nữa. Thế tại sao mà lại khác nhau chỗ nào? Mà Ngài lại nói rằng tu như thế, trứng thì thành bò, thành chó. Đức Phật giải thích, hằng ngày sống như chó, ăn như chó, và tư tưởng lúc nào cũng nghĩ chó, chó, chó. Nó đưa vào trong cái thức á, cho nên khi chết nó dẫn đi lễ làm chó và nếu nó không chứng thì nó đau khổ tại vì tôi đã tu tập loại trừ cảm xúc tiêu diệt ham muốn không còn muốn cái gì đừng có nói là thiểu dục không dục luôn không muốn cái gì hết mà bây giờ tôi tu mà lại không thành thì tôi tức cái sân, sân rớt xuống địa ngục Đức Phật giải thích rõ ràng cho mọi người hiểu. Và cũng nhân trong cái bài đó, Đức Phật nói có bốn loại nghiệp mà dẫn chúng sanh sinh tử luân hồi hay thoát ra khỏi sinh tử luân hồi. Nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp đen trắng và nghiệp không đen không trắng. Nghiệp đen tức là nghiệp bất thiện, Bất thiện đây không phải là giết chó, giết mèo, giết người. Bất thiện đây tức là chạy theo cảm xúc dục lạc. Những cái gì mình thích, nó mắt, nó tai, nó mũi, lưỡi, thân. Mình chạy theo mình đam mê. Để rồi mình sanh về cảnh giới đó. Thế Đức Phật gọi là bất thiện pháp. Tại vì nó dẫn tới sự sanh tử luân hồi khổ đau. Nghiệp trắng tức là làm các việc thiện tu tập, khích thực, cúng dường, phước báo có. Đức Phật nó nghiệp trắng cho quả trắng. Quả trắng là sao? Tiếp tục tái sinh làm người nữa, hoặc làm chư thiên. Nhưng mà Đức Phật rất từ bi, ngài cảnh giác cho hành giả. Đức Phật nó dẫu là làm chư thiên thì cũng sinh và bệnh chết chư thiên cũng không thoát ra khỏi quy luật đó Đấy. thế thì nghiệp đen nghiệp trắng đều dẫn tới sự sinh tử luân hồi một cái là ở trong cảnh khổ làm súc sinh ngạ quỷ và một cái đó là được làm người làm chư thiên sống sung sướng nhưng rồi cũng già bệnh chết không thoát ra khỏi cái quy luật của vũ trụ ấy còn sanh thì còn già còn bệnh và còn chết thế thì nó ảnh hưởng trên vấn đề đời sống của chúng ta như thế nào nghiệp đen tức là thọ lạc đắm chìm trong những cảm xúc dục lạc nghiệp là cái hành động đã hoàn tất mà lặp đi lặp lại nhiều lần cái gì mà mình cứ lặp đi lặp lại nhiều lần thì mình tạo ra nghiệp trong đời sống của chúng ta là người cư sĩ sử dụng cái thân như thế nào tạo nên nghiệp hết tu tập như con bò con chó đó là ví dụ trong kinh điển để cho ta thấy nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta sống có khác không hay là cũng thế thử xét xem từ cái lúc sáng sớm chúng ta thức dậy Ngoại trường hôm nay nghe hôm nay phước báu quá chừng phước mưa dồ dào nó không có dính cái gì hết á chứ còn mấy ngày khác chắc chắn nè sáng ra thức dậy mấy giờ ở đây có những người thức dậy tới 3 giờ mở zoom đạo tràng nhưng mà những người đó cái phước của họ họ làm vậy còn những người khác thì vẫn nằm ngáy phô 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 ba giờ ngủ mà tới 5 giờ mới dậy 6 giờ mới dậy mà dậy để làm gì dậy làm gì mình xếp trong hàng ngày đi mình sẽ biết mình có hành xử giống như bò chữ chó không dậy cái mình tắm rửa hay là vệ sinh hay là đánh răng xong cái mình ảnh sáng nếu mà sư nói cái gì sai quý vị chỉ cho sư nha ánh sáng nấu nướng ăn Ăn xong rồi làm sao? Ăn xong rồi kế đó gì? Ăn xong rồi đi toilet. Toilet xong rồi làm sao? Tới 11 giờ lo nấu nướng ăn nữa. Ăn xong rồi tới 2 giờ làm sao? Đi toilet. Toilet rồi tới 4 5 giờ tắm một cái. Rồi tối ăn nữa. Ăn nữa rồi làm sao? Đi toilet. Toilet rồi tối làm sao? Leo lên giường ngủ. Mình là cái thùng phân di động biết đi. Nhưng mà thiếu cái thùng phân di động thứ nhì nữa là ngủ kế bên là mình không có ngủ được, Trành trọc. Phải có một cái thùng phân di động thứ nhì nó nằm kế bên. Cái ngủ mới sướng. Rồi cuộc sống chúng ta ngày nào cũng thế. Ăn đi toilet, ăn đi toilet, ăn đi toilet, rồi ngủ. Có khi nào quý vị để cái camera xem thử xem mình ngủ kiểu gì không? Thử quay một bữa đi. Rồi mới hiểu là mình đang hành xử như là chó như là bò hay là là cái thứ gì khác chúng ta hàng ngày chúng ta phục vụ cho cảm xúc ăn ngủ rồi sao nữa người còn trẻ trẻ thì thêm cái màn thứ ba nữa Phải không quan hệ nam nữ và tất cả những cái ăn ngủ quan hệ nam nữ để phục vụ cho cái gì phục vụ cho cảm xúc dục lạc tại vì nó sướng lắm ăn nó sướng lắm phải không quý vị ăn ngon sướng lắm mà ngủ ngon cũng sướng lắm không. Cho nên tất cả chỉ là cảm xúc dục lạc. Có khác gì trong cái bài kinh hạnh con chó. Trong kinh trung bộ. Mà Đức Phật dạy cho hai ngài hiền sĩ này. Đấy. Tìm bằng mọi cách. Chế ngự cảm xúc. Nhưng mà không biết cảm xúc nó do đâu. Hình dáng nó như thế nào. Thì rốt cuộc. Rớt vào trong cái chỗ chấp chấp đây gọi là chấp giới kiến thủ một trong năm cái triển cái người tu tập theo phật phải có tuệ giác Để biết rằng ta ăn ta đi toilet rồi ta ăn nữa rồi ta đi toilet nhưng mà tại sao ta làm như vậy cảm xúc gì nó phát sinh suốt ngày nay quý vị ngồi thiền biết nào cảm xúc trong cảm xúc ngoài rồi cuối cùng hồi nãy rải tâm từ nhưng mà thực sự là quan sát cảm xúc nội tại. Ta có thấy được cảm xúc không? Cảm xúc dẫn tới sinh tử luân hồi vì xúc thọ ái. Hay có xúc thì có thọ. Thọ lạc thọ khổ. Sinh đã ái. Hay có ái thì thủ hữu sinh tử bi phiền não tiếp tục tái sân ngoài. thế thì cái việc đầu tiên một ngày ta ăn ba bữa, ta không phải đến nói để nuôi thân đâu, ăn một bữa nữa, nó cũng đủ rồi, mà không ăn như ngày hôm nay thì phước báo vô lượng, hà cớ gì ta phải ăn ba bữa lăng xăng, chạy lên chạy xuống, nếu ta biết tiết chế hai bữa cũng được nữa, ăn bữa điểm tâm sáng bữa trưa đủ rồi. Thân mình nó đâu cần nhiều Ăn nhiều mới đi toilet à Ăn càng nhiều chừng nào thì đi toilet Cái cục phân nó càng to bấy nhiêu thôi Nó thải ra hết Mà tại sao ta cứ vất vả ăn Rồi ta vất vả đi toilet Chi vậy Tức là ta đang hành xử Thiếu cái chữ minh Vô minh Vô minh thì dẫn tới Khổ đau Trong thập nhị nhân duyên Tiếp tục tái sinh cho nên trong đời sống hàng ngày Cái ăn và cái ngủ nó chiếm hết thời gian của ta rồi Ăn và ngủ Nó làm chủ Và ta đang làm đầy tớ nó Thế thì sự tu tập ngày hôm nay để làm gì Để ta biết cách Quản lý cảm xúc Lúc nào ta có nhu cầu ta ăn ăn Không sao hết Đói tay chân nó run Thì ăn Nhưng mà biết ăn cái gì Ăn bao nhiêu để đừng có làm nô lệ cho nó mình phải là chủ mình như lý tác ý anh làm sao để cho tuệ giác nó phát sinh khi tôi ăn cứng biết mềm biết nóng biết lạnh biết cay biết đắng biết ngọt nhạt bùi biết và sau những cái đấy nó còn có tham sân sân khởi tôi nhận biết tôi đang tham tôi nhận biết tôi đang sân ta làm chủ được cái ăn Đức Phật dạy người làm chủ được cái ăn và cái ngủ coi như 50% trên đoạn đường để đi vào nhóm thánh. Người nào bỏ luôn được cái quan hệ nam nữ nữa thì coi như 70%. Ba cái này khó bỏ lắm quý vị. Ăn là muốn ăn ngon. Củ cà rốt. Mở nhà hàng năm sao á, trả tiền nhiều hơn. Mà củ gà rốt á, ở ngoài tiệm á, À, nó bán quán bình dân đó trả tiền ít hơn và củ cà rốt rửa sạch thôi á, không có nấu nướng gì hết anh thì nó giá nó bèo phải không giá bèo phải không nhưng mà quên rằng củ cà rốt mà rửa sạch không ăn sinh tố đầy đủ mà trong khi củ củ cà rốt xào nấu á, thì sinh tố mất hết ta đang phục vụ gì cảm xúc cảm xúc là cái mũi cảm xúc là cái lưỡi rồi đi nhà hàng năm sao để gì phục vụ cảm xúc của cái mắt môi trường Và tự ái nè bản ngã tôi giàu tôi ăn năm sao ăn củ cà rốt xong đi toilet rồi năm sao một sao không sao nó khác nhau chỗ nào Không chừng cái ăn cái củ cà rốt mà rửa sạch ra ăn đó, xin tố nhiều cục phân nó thơm hơn hai cái kia phải không? Nó bớt thối tại hai cái kia dầu nhớt đủ các thứ nó thối thôi. Chúng ta đang làm cái việc mà chúng ta nghĩ rằng tốt nhưng mà thực sự chúng ta đang vô minh. Chúng ta sống theo cảm xúc dục lạc. Ăn và ngủ 50% rồi. Trong bài kinh quán niệm Đức Phật dạy này các chư tỳ khưu mắt nó ăn xúc thực mắt nhìn nó thấy màu mè nhất là đi mấy cái nhà hàng nó làm đủ kiểu con rồng con công này kia toàn đồ giả mà nhưng mà nhìn thích lắm xúc thực đoạn thực tức là bỏ vào răng cắn nó lớn quá nuốt nó mắc nghẹn phải không cho nên phải cắn nhai 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 cho nó nhuyễn đoạn thực Tức là cắn ra từng phần Cho nó nhuyễn Rồi thức thực Tức là ăn tưởng tượng Bây giờ ngồi đây Nhưng mà nếu nói rằng à, Ở dưới à, Người ta sắp sửa đem lên Bánh bao nè Rồi là xoài Thái Lan Có nước Mắm nước me ngào đường, tự nhiên cái thức nó nhớ hồi đó mình có ăn xoài thái lan chấm nước mắm đường ngon quá tự nhiên miếng miếng nó chảy nhưng mà chưa thấy đã chảy đó là thức thực ăn bằng cái thức và một cái tư niệm thực nữa tức là tôi muốn ăn món đó bây giờ tôi rủ bạn bè tôi phải đi tới cái nhà hàng nào đó để tôi ăn cái món đó tư niệm thực nhớ trong một bữa ăn bốn cái xúc thực đoạn thực tư niệm thực thức thực đều xảy ra ta có thấy không mắt nhìn cái tô đồ ăn cái là nó thích thú rồi thọ lạc thọ khổ rồi Mà khi thọ lạc thọ khổ đưa vào trong cái thức khi chết rồi đó cái thân này nó rã nó chỉ còn có cái nhớ thôi nhớ do cái tưởng nhớ tới cái hương vị ăn đó. cho nên con cái cúng lên mà không vừa ý là thêm đau khổ rớt xuống địa ngục Đấy. thế thì chúng ta thông qua bữa ăn mắt tai mũi lưỡi đều dính mắt tới cảm xúc mà nếu chúng ta không hiểu không tu không có chánh niệm ngay trong cái bữa ăn thì nói quý vị đừng giận nha chúng ta ăn chẳng khác gì xúc sanh ăn còn heo nó cũng ăn kiểu đó chó nó cũng ăn kiểu đó và chúng ta cũng ăn kiểu đó cho nên đức phật nói ăn kiểu đó thì chết nó phải thành cái con đó thôi ăn như heo thì nó thành heo ăn như bò thành bò mà ăn thứ chó thành chó tức là chúng ta tự tu tập để trở thành bò thành chó thành heo qua cái cách ăn uống của chúng ta anh có chánh niệm một cái nho nhỏ thôi thí dụ múc một cái muỗng lên bỏ trong miệng thấy nó vừa đầy rồi cái miệng vừa đầy rồi có nhiều người á, cầm cái muỗng múc lên cái muỗng này nó còn xa tốt ở trên bàn á, mà cái miệng đã há ra rồi một cái đó là xúc sanh người đâu có ăn vậy chừng nào đưa tới miệng hắn há ra còn này hồng múc cái há ra tức là cái tâm thèm nó phát sinh vô thức nó phát sinh vô minh nó phát sinh và hành xử như vậy chẳng khác gì bỏ chó cho nên đức phật dạy ăn kiểu đó là thành bò thành chó ăn phải có chánh đẹp và biết rất rõ cái thứ này chỉ cần để nuôi thân cho nên ngon mấy ngon cũng không cần ăn nhiều múc cái muỗng lên thì khi nào đưa tới miệng ẳng hát mà đức phật rất là từ bi ngài chỉ rất rõ bỏ vào trong miệng rồi để cái muỗng xuống buông tay ra đừng có cầm muỗng nữa đừng có thấy là uh, nó ngon quá cái tôi miệng nó đầy rồi nhưng mà tôi cũng vẫn muốn múc cái nữa tư niệm thực tức là tương lai để đi tái sanh cho nên cái cách tu tập ngài rất là tỉ mỉ ngài dạy nương theo hơi thở phát triển chánh niệm là bước đầu từ đó Nhận biết cái sự nguy hiểm của sự tái sân Trong cái ăn và cái ngủ Trong cái ăn cái ngủ Nếu ta quản lý được cái ăn cái ngủ Có 50% rồi Ăn miếng cà rốt Ở cương vị nào ta cũng thấy nó ngon Bánh bao nè Bánh mì nè Hủ tiếu nè Cơm nè mấy thứ đó đều là bột gạo bây giờ nếu người ăn có tu tập thì người ta biết bánh bào nó cũng lấy chất gạo thôi bánh mì nó cũng là gạo thôi ta không quan tâm không phải đòi hỏi bánh bao tôi mới ăn tự mình làm khổ tại vì ăn rồi chắc chắn đi toilet có ai ăn không đi toilet không mà ăn chỉ để phục vụ cho đi toilet thì có phải là ngộ quá ha lạ quá ha ăn để đi toilet người ta nói ăn để cho nó sống này mình ăn để đi toilet ăn nhiều để đi toilet cho nhiều bận rộn suốt ngày cứ ăn rồi đi toilet toilet rồi ăn ăn xong đi toilet như vậy chúng ta sống để kiểu gì đây và thưa chư vì tất cả những hành vi ấy đức phật gọi là thân hành đẹp cái thân này sử dụng trong cái công việc đời sống hàng ngày như thế nào thì nó kết tụ lại gọi là thân hành niệm mà thân hành niệm thì nó tạo ra thân hành nghiệp và cái thân hành nghiệp này nó dẫn đi tái sanh nó là cái nghiệp lớn nhất ăn ngủ và nam nữ mấy người già rồi thì chắc họ bỏ chứ còn mấy người trẻ thì cũng khó thế thì chúng ta phải biết cái sự nguy hiểm của nó để chúng ta tiết chế ăn vừa đủ để nuôi dưỡng cơ thể ngủ vừa đủ để cho cái thân nó được điều hòa và lỡ có vợ có chồng rồi thì sinh hoạt nó cũng vừa đủ thôi tại vì tất cả những cái thứ ấy đều tạo nên cái nghiệp lớn quan hệ nam nữ một lần đó quý vị có biết rằng là ở khoa học nó đã chứng minh không mà Đức Phật cũng dạy rồi Cái giới dâm với cái giới sát nó đi với nhau Một lần quan hệ nam nữ là giết 3 triệu tế bào 2 triệu mấy tế bào tinh trùng Tức là một lần như vậy là sát sinh 2 triệu mấy sinh linh Ta phải thấy sự nguy hiểm đó năm cái giới cấm là gì con xin nguyện trọn đời không sát sanh đấy là mình đã giết một lúc hai ba triệu mà nếu mình tham đắm vào đó vì những cảm xúc để mình tạo ra sự sát sinh thì oan trái thôi. Cho nên đừng có trách. Cái gì cũng đều có cái giá của nó. Lỡ rồi thì giảm bớt. Giảm bớt cho tới cái lúc mà mình thấy, cảm thấy nó nhàm chán. Thử tưởng tượng con chó, con mèo nó đang là hành xử như vậy đó. Bây giờ mình cũng như vậy, mình có khác gì nó đâu. Đó là xúc sanh tánh mà. Anh đam mê trong cảm xúc của anh Ngủ đam mê trong cảm xúc của ngủ Thì là hỏng rồi Mình đang hành xử như xúc sanh Cho nên chánh niệm Nó giúp cho chúng ta nhận biết Sự nguy hiểm của sự tái xanh Chánh niệm Nó giúp cho chúng ta nhận biết Để hành xử Trong cái ăn và cái ngủ Và khi chúng ta hành Quản lý được Chuyển hóa được cái tâm tham đắm trong ăn và ngủ. Thì cái tuệ nó phát sinh. Mà có tuệ phát sinh có chánh niệm thì trong đời sống hàng ngày ta tạo niềm vui cho mình, tạo niềm vui cho người. Ta không có lầm lỗi nữa. Còn nó nói cái gì cầm ràm mình quay qua. Có chánh niệm mà mình biết đây là oan trái Nó mới nói Mẹ sai rồi mẹ xin lỗi con nha Nó vui Anh sai rồi anh xin lỗi vợ nha Nó vui Đừng cái Tại vì còn cái thì nó còn Chống chế nó cái tâm của mình Nó cũng không có bình Và cái người người ta đang sân đó, Mà người ta thấy mình chống chế Người ta càng giận thêm Như là xăng mà đổ vào trong lửa cháy tiếp còn khi mình nói anh sai rồi anh xin lỗi vợ vợ nói em sai rồi em xin lỗi chồng thì đố mà có còn cái chuyện gì mà, mà lôi thôi nữa con sai rồi con xin lỗi mẹ mẹ sai rồi mẹ xin lỗi con tức là chúng ta đã thông bằng cái hành hành vi cụ thể có tuệ giác cắt đứt tất cả những quan trái phiền não mà chỉ khi nào mình phá được cái bản ngã mình mới xin lỗi thôi không đừng nói tôi là tôi đã là tôi thông minh tôi ngon lành thì những cái thứ đó nó không xin lỗi được nó tức nó bỏ đi rồi tính sau không xin lỗi được mà không xin lỗi được thì không phá được thân kiến mà không phá được thân kiến thì không thế nào chứng vào dòng thánh được thân kiến là một trong năm cái triển cái cản trở con đường tu tập tôi là tôi đã là tôi thông minh tôi giỏi tôi đẹp thấy tôi già già vậy chứ mà hồi còn trẻ cả ngàn người chạy theo tôi ông có biết không đấy mặc dù không nói ra nhưng mà trong lòng vẫn nghĩ vậy và tất cả những cái đó dẫn tới sự chấp thủ và bản ngã sự chấp thủ và bản ngã thì dẫn tới khổ đau tại vì không thấy rằng ngã là vô thường cái bài kinh thứ nhì mà đức phật dạy cho năm anh em kiều trần như bài kinh thứ nhất ấy, thì chỉ có nhà A nhã kiều trần như là chứng vào tu đà hoàn thôi còn bốn ông kia đó vẫn ngơ ngơ cho nên cũng không có gì buồn mà khi nhìn thấy chúng sanh nghe rồi nó cũng ngơ ngơ nghe rồi nó cũng ngơ ngơ hồi xưa các ngài đi theo đức phật mà còn ngơ ngơ mà cho nên giờ sư giảng mà quý vị ngơ ngơ sư biết rồi nó vậy đây không sao hết á không có gì buồn phiền phật giảng mà năm anh em kiều trần như chỉ có ngài a nhã kiều trần như khi nó sinh già bệnh chết là khổ chấp thủ và năm vẫn là khổ ngài bừng sáng liền á ngài chứng được tu đà hoàn sau đó một thời gian ngắn đức phật thuyết bài pháp thứ nhì đó là bài kinh vô ngã này các chư tỳ khưu sắc là thường hay vô thường bạch đức thế tôn là vô thường nếu nó là vô thường mà dính mắc tới nó thì dẫn tới khổ đau hạnh phúc bạch đức thế tôn dẫn tới khổ đau đã biết nó là khổ đau mà vẫn bám dính mắc vào đấy thì người có tuệ không tuệ vô minh hay là minh Bạch Đức Thế Tôn người ấy là vô mình Đức Phật thuyết cái bài pháp đó xong năm anh em chứng vào dòng thánh hết ngài A Nhã Kiều Trình Như chứng A La Hán còn bốn ông kia chứng vào quả tu đào hòa đó là thánh đoàn đầu tiên do Đức Phật sáng lập không có tăng nữa lúc bây giờ là thánh hết rồi đấy thế thì câu hỏi ở đây Đức Phật nói sắc là thường hay vô thường sắc là gì là cái thân này nè thấy đẹp trai vậy chứ mà trong đó thùng phân nước tiểu hôm hôi hám đủ thứ đờm rãi máu mũ cho nên chúng ta quán 32 thể trượt từ đầu tới chân thấy ở trong đó đờm rãi phân nước tiểu máu mũ ruột gan phèo phổi hôi hám Đấy. Đức Phật dạy quán 32 thể trượt để chi để nhàm chán đừng có quý cái thân mấy anh thanh niên này chưa có gia đình thấy cô con gái đẹp tán tỉnh đòi nắm tay đòi dẫn đi khách sạn bữa nào lại hỏi sư chứ nói nghe lỡ cô đó bị sida rồi đó vô đi biết nó đẹp mà nó có sida đó rồi biết tức là thiếu tuệ giác tại sao ta thiếu tuệ giác tại vì ta bị sắc pháp nó đánh lừa năm vẫn đánh lừa mắt tai mũi lưỡi đánh lừa nhìn cái mình khởi tâm ưa thích nó chỉ có hai cái là ưa thích hoặc ghét đều do định kiến người như vậy mới tốt người như thế kia là xấu định kiến hết người ta xấu người ta tốt mắc mới gì tới mình nhưng mà mình đều có định kiến và vì có định kiến cho nên mình hành xử đối xử với người theo cái định kiến của mình ấy gây ra sự chấp thủ cho nên người có tu người ta nhìn biết rất rõ các thứ đều là giả do năm vẫn nó kiến tạo lại cái hình sắc bên ngoài nó không quan trọng mà cái nội tâm của mình ý thức của mình về cái đối tượng đấy cái đề mục ấy gọi là định kiến khi đức phật nói này các chư tỳ khưu sắc là thường hay vô thường nếu là người thường thì người ta quán à Đất nước gió lửa là vô thường Thân là vô thường Nay sống mai chết Đức Phật không hỏi cái chuyện đây Đức Phật không hỏi cái chuyện nó hiển nhiên Mà Đức Phật hỏi này Các chư tỷ khưu sắc là vô thường hay thường Ý của Ngài là sao Ý của Ngài nói này 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 Tỉnh 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 đi Có biết không Có biết đồ đó đồ vô thường không Nay còn mai mất có biết không Tức là Đức, Đức, Đức Phật hỏi về sự nhận thức Của con người Chúng ta tu tập chúng ta phải có sự nhận thức Tôi đi biết tôi đi Tôi đứng biết tôi đứng Đi chậm để làm gì Để tập cho biết Mà khi biết rồi thì cứ đi thôi Giống như người lái xe đó Lái xe đạp Lúc mới đi thì nó đi chậm chậm Nó sợ nó tông người này tông người kia Mà khi nó nó giỏi rồi ở giữa chợ Bến Thành đó nó lạng qua lạng lại mà nó không đụng ai hết nó có chánh niệm chứ nhưng mà nó thiện xảo nó đã được tu tập rồi nó xách xe Honda nó lạng qua lạng lại mà không thấy đứa nào đụng hết nó giỏi thì người tu tập cũng vậy không phải lúc nào cũng chậm mình chậm là tại vì mình dở mình đi chậm, chậm từ từ để mà mình biết mà chậm không có nghĩa là mình cứ quan sát cái chậm mà mình không quan sát, quan sát sự tiến trình tâm thức thay đổi không có biết không ở đây vấn đề là có biết không biết tôi đang nhấc chân lên biết tôi đang đạp chân xuống biết tôi đang đi tới biết tôi đang đi lui biết tôi đang mặc áo tôi đang tắm biết tôi đang đi toilet biết không nếu biết thì cái sự nhận thức ấy chính là tuệ giác còn nếu ta hành xử mà ta không không biết ta theo thói quen thì lập tức nó tạo nghiệp gọi là thân hành nghiệp chính cái thân hành nghiệp này là năng năng lượng dẫn ta đi tái sanh nếu mà ngày ta sống á, như súc sanh ăn mê đắm ngủ như súc sanh thì khi chết ta thành súc sanh thôi vì thế cho nên Đức Phật mới nói với ngài An-an, chúng sanh loài người sau khi chết mà còn tiếp tục được sanh làm người hoặc là khá hơn bằng cát ở trong móng tay của như lai cát trong móng tay thì quý vị biết nhỏ cỡ nào, ít lắm. còn số người sau khi chết, chúng sinh loài người sau khi chết không được làm người mà rớt xuống bốn đường khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh Atula lớn như cái trái đất. tại sao vậy? tại vì tối ngày nó ăn rồi đi toilet, ăn rồi đi toilet, tức là con đường của bốn đường khổ, con đường của đường súc sinh. ta cũng ăn nhưng mà ta có chánh đẹp cứng biết mềm biết ta đang tham biết ta đang sân biết thì nó có tuệ giác mà hãy có tuệ giác thì đức phật dạy dầu thì nổi đá thì chìm chết bất đắc kỳ tử nó cũng phải sinh làm người hoặc làm chư thiên tại vì hằng ngày nó sống trong tỉnh thức sống trong tỉnh giác sống trong chánh niệm an biết đi biết đứng biết ngồi biết nói biết biết cái gì biết nhân quả tôi nói một lời để cho người ta tán tùng cái bạch tai hay là tôi nói một lời để cho người ta mến, thừa, mến thương tôi tôi không chạy theo cảm xúc vì tôi giận ông đó rồi lâu ngày ông trả tiền tôi vừa mới gặp mặt tôi chửi ông liền thì thế nào trước sau gì cũng có ngày mình đi đêm vắng là nó canh mình ở khúc đường nào đó nó nện cho mình mấy cây mình phải hiểu đó là đời thường thôi mà cho nên Đức Phật ở đây không dùng cái chữ tu đạo Phật mà trong các kinh Đức Phật nói này các chữ từ khưu sống à, chữ sống tức là đi đứng nằm ngồi ăn uống ngủ nghỉ này các chữ từ khưu sống quán thân trên thân sống quán thọ trên thọ sống quán tâm trên tâm sống quán pháp trên pháp à, tức là sử dụng cái thân này như thế nào để có lợi lạc để đưa tới sự giải thoát mà muốn vậy thì nó phải có chánh niệm tức là thân hành niệm chánh niệm biết rõ ràng thì nó sinh ra tuệ giác nó có như lý tác ý các việc làm ta đều biết nhấc chân lên ta biết ở cái đó vũng nước tôi không có bước vào bước vào lỡ trơn té đó là tuệ giác đó đời thường chứ đâu có phải cái gì ghê gớm nhưng nếu ta không không biết ta không có chánh niệm ta bước chân vào nó trợt một cái té bể đầu có bao nhiêu thôi tức là sống hành xử lợi mình lợi người luôn luôn có chánh niệm thì tạo ra thân hành nghiệp mà đó là nghiệp thiện thì tệ lắm cũng sinh ra làm người hoặc làm chư thiên để tiếp tục tu nữa sống đam mê theo cảm xúc ăn rồi ngủ hai cái đó không chế ngự được không biết quản lý nó thỏa mãn cảm xúc dục lạc nó không có ý thức thì trong kinh pháp cú nói sống như súc sanh sống như súc sanh thì chết thành súc sanh À, thường cận y duyên mà cây lúc sống nghiêng về hướng nào khi chết đổ về hướng đó đó là cách để chúng ta tu tập trong đời sống hàng ngày và vào thời đức phật rất nhiều vị chứng tu đà hoàn tư đà hàm cư sĩ đời này cũng vậy ở bên miến nhiều vị chứng đắc tha tâm thông cư sĩ thôi cũng vẫn có vợ có chồng nhưng mà người ta chán người ta ở trong nhà mỗi người một phòng đó ngay cả tới bữa ăn người ta cũng không ăn chung nữa tại các bậc thánh người ta thấy người ta biết rồi vợ là phàm mà chồng là thánh cái tự nhiên chồng ổng bê cái tô cơm đi ra chỗ khác mà không, không muốn ăn chung tại vì cách ăn của bà giống như heo mà cách ăn của ông Dương bậc thánh Nên làm sao mà ăn chung được đấy cách cư xử tức là cách sử dụng cái thân này như thế nào cho đúng pháp thì gọi là như lý tác ý thân hành nghiệp Còn nếu không có chánh niệm thì nó trở thành là phi như lý tác ý sống như súc sanh cũng ăn mà là súc sanh ăn thân thì thân người vậy đó nhưng mà cái tâm đó là tâm súc sanh chết thành súc sanh